thưa quý vị và các bạn bắt đầu từ hôm nay 24 tháng 7 các khu vực vùng thấp trong tỉnh đã hứng chịu một đợt nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C có nơi trên 39 độ C với mức nhiệt này khi ở ngoài có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C thậm chí có thể cao hơn vì phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông đường nhựa độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 45 đến 50% Đợt nắng nóng này có khả năng sẽ kéo dài cho tới ngày 27 tháng 7, sau đó nhiệt độ giảm dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngay sau đây sẽ là thông tin thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào nhẹ vài nơi, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, đêm về sáng có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, đêm về sáng có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, đêm về sáng có lúc có mưa rào nhẹ, gió năm cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 85%.